nên tao không có nhiều tiền. Không phải vậy đâu, đây là khu vườn của nhà tôi đó. Đất nhà tôi trải dài tới ngọn núi đằng kia lận kìa. Nhưng mà không thằng nào là người nổi tiếng. Đúng là cô ấy, không thể nhầm được. Cô gái mạnh nhất ở hội Fairy Tail, nữ hoàng yêu tinh, đó chính là Titania Ursa. Chỉ cần động một thằng bọn tao thì bảy mũi lao còn lại đồ chiến. Tại sao hai cậu lại có ở trong phòng của tôi?